Vi phạm trật tự xây dựng tại Hà Nội chưa được giải quyết triệt để. Chuyển cơ quan điều tra vụ chuyển nhượng nhà đất ở tổng công ty Lixin. Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị xử phạt gần 1 tỷ đồng công ty xây dựng trái phép. Đề xuất muốn bán đất vàng của Vicem chưa được phê duyệt. Đề xuất không cho chủ đầu tư giữ 2% phí bảo trì chung cư. Về ở nhiều năm, cư dân dự án tại Bà Rịa Vũng Tàu vẫn chưa được cấp sổ. Tất cả sẽ có trong câu chuyện bất động sản trên kênh FBSC ngày hôm nay. Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin câu chuyện bất động sản và sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Hà Nội vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và quản lý đất đai chưa được giải quyết triệt để tại các quận huyện, đặc biệt là các địa phương chuẩn bị lên quận. Điều này được Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức và quận Cầu Giấy xác nhận mới đây. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, trong 7 tháng đầu năm, quận đã tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đất đai. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa giải quyết được dứt điểm do chủ đầu tư và chủ công trình không hợp tác với cơ quan chức năng, như vi phạm tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô, vi phạm trật tự xây dựng tại 38 Khúc Thừa Dụ, vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai diễn ra đặc biệt phức tạp tại huyện Hoài Đức. Quá trình đô thị hóa chuẩn bị lên quận khiến địa phương này trở thành điểm nóng với 90 trường hợp vi phạm đất đai phát sinh trong năm nay, trong đó 80 trường hợp đã được giải quyết dứt điểm, đồng thời phát sinh 13 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, hiện mới xử lý được 2 trường hợp. Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, đồng thời phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhất là quan tâm xử lý nước thải tại các làng nghề, khu công nghiệp. Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh vừa chuyển hồ sơ vụ việc chuyển nhượng đất, tài sản trên đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Tổng công ty Công nghiệp In Bao bì Lixin, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Lixin cho cơ quan điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Vào năm 2019, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh kết luận Tổng công ty Lixin có nhiều sai phạm trong việc chuyển nhượng đất, tài sản trên đất, trong đó có việc chuyển nhượng nhà đất số 51-53 đường An Dương Vương, quận 5 và khu đất số 7-7A, khu công nghiệp Tân Tạo. Theo kết luận của Thanh tra về giá được duyệt bán khu đất số 51-53 đường An Dương Vương là chưa bảo đảm sát với giá thị trường, chưa phản ánh đúng giá trị lợi thế địa lý, lợi thế thương mại của khu đất, làm giảm giá trị tài sản và giảm nguồn thu của đơn vị. Trong khi đó, đối với lô đất 7-7A khu công nghiệp Tân Tạo, giá khởi điểm năm 2013 để đấu giá là hơn 35,7 tỷ đồng. Nhưng sau đó, Tổng công ty Lixin đề nghị xác định lại giá khởi điểm. Năm 2015, Sở Tài chính Thành phố vẫn áp giá bán khởi điểm của năm 2013 là 35,7 tỷ đồng mà không thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định để thẩm định lại giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm bán đấu giá. Thưa quý vị, mặc dù điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án chưa được duyệt, nhưng công ty cổ phần may xuất khẩu Vũng Tàu vẫn xây dựng nhiều hạng mục trong dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên. Do đó, mới đây thì Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xử phạt hành chính gần 1 tỷ đồng công ty trên và yêu cầu tháo dỡ đối với công trình vi phạm tại dự án này. Theo cơ quan chức năng, công ty cổ phần xuất khẩu Vũng Tàu tái phạm trong xây dựng 4 công trình, bao gồm nhà ở liền kề cao khoảng 18m, 5 tầng đang thi công hoàn thiện với diện tích xây dựng là 420m2, đế xi măng đà kiền bê tông cốt thép 3 tầng đang làm sắt sàn tầng 3, diện tích 80m2, đế xi măng đà kiền bê tông cốt thép 3 tầng, diện tích xây dựng là 80m2, một công trình đang thi công đóng ép cọc, diện tích xây dựng 180m2. Ngoài xử phạt hành chính, thành phố Vũng Tàu cũng đề nghị trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, công ty phải tháo dỡ các công trình vi phạm. Nếu công ty không tự giác tháo dỡ thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định và phải chịu toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế tháo dỡ. Thưa quý vị, trong thời gian qua thì Tổng công ty Xi măng Việt Nam Vicem đã có đề xuất phương án sắp xếp xử lý đối với lô đất 10E6 Phạm Hùng, dự án khu tổng hợp tại ngõ 122 Vĩnh Tuy và dự án thuộc khu công nghiệp Đông Hồi. Mới đây thì Bộ Xây dựng cho biết các phương án do Vicem đề xuất đang trong quá trình xem xét của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa được phê duyệt. Bộ Xây dựng đánh giá, việc thực hiện sắp xếp xử lý đối với các cơ sở nhà đất do Vicem quản lý, sử dụng trước khi lập phương án cổ phần hóa là đúng trình tự, thủ tục quy định. Mặc dù chưa được phê duyệt, nhưng Bộ Xây dựng lưu ý, trường hợp phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển nhượng dự án đối với lô đất 10E6 Phạm Hùng và dự án nhà máy thuộc khu công nghiệp Đồng Hồi được phê duyệt, Vicem có trách nhiệm thực hiện một cách công khai, minh bạch, không làm thất thoát vốn tài sản của nhà nước. Vào tháng 6 vừa rồi, Tổng giám đốc Vicem ông Bùi Hồng Minh cho biết, tổng công ty đang gặp khó khăn trong việc sắp xếp, xử lý 3 lô đất trên. Sau khi rà soát lại, tổng công ty thấy việc đầu tư không hiệu quả, do đó công ty muốn chuyển nhượng để thu hồi tài sản nhà nước. Ông Minh cũng chắc chắn về khả năng hoàn vốn đối với phương án này.
Thưa quý vị, chủ đầu tư chây ý bàn giao kinh phí bảo trì chung cư 2% là vấn đề gây ra nhiều bức xúc trong dư luận, gây ra hàng loạt các vụ răng băng rôn phản đối của cư dân. Thế nhưng thì đến nay, những rắc rối liên quan đến con số 2% này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Do đó thì Bộ Xây dựng đã có đề xuất không cho chủ đầu tư giữ 2% phí bảo trì này. Cụ thể, theo dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 99 năm 2015 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đề xuất chủ đầu tư phải mở một tài khoản vốn chuyên dùng có kỳ hạn tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để nhận tiền bảo trì do người mua thuê mua chủ đầu tư nộp theo quy định. Chủ đầu tư phải ghi thống nhất tài khoản đã mở trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư ký với khách hàng, bao gồm số tài khoản và tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản này. Về phía người mua thuê mua trước thì phải nộp 2% kinh phí bảo trì vào tài khoản khi nhận bàn giao nhà. Nếu chủ đầu tư không thu kinh phí này mà vẫn bàn giao căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư cho người mua thuê mua thì chủ đầu tư phải nộp khoản kinh phí 2% này. Vâng, thưa quý vị, bức xúc về kinh phí bảo trì 2% của cư dân là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên thì có những người dân dù mua nhà về ở nhiều năm nhưng vẫn không được xác định là chủ sở hữu căn nhà đó. FBNC vừa nhận được phản ánh từ người mua chung cư Ocean View Mano tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Mời quý vị cùng theo dõi. Toàn bộ công trình được thiết kế đầy đủ các tiện ích đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt, nghỉ dưỡng, giải trí theo phong cách hiện đại và bền vững. Khung cảnh thơ mộng, không gian trong lành, dịch vụ cao cấp khi sở hữu một căn hộ nơi đây, bạn sẽ thật sự có cảm giác cả thế giới tiện ích xung quanh được tạo ra để phục vụ chính bạn. Đây là một số thông tin trích trong bài viết về dự án Ocean View Mano của chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Kim Tơ mà ông Nguyễn Nguyên Minh đã mang tới văn phòng FBNC ít ngày trước. Ông Minh cho biết, vào tháng 9 năm 2009, ông ký hợp đồng mua một căn hộ với giá hơn 8 triệu đồng mỗi mét vuông, chưa bao gồm VAT. Theo hợp đồng mua bán, chủ đầu tư cam kết sẽ bàn giao nhà vào tháng 1 năm 2012 và chậm nhất vào tháng 3 năm 2012. Tuy nhiên, ngày 17 tháng 3 năm 2015, ông Minh mới nhận được căn nhà của mình, tức là chủ đầu tư đã chậm bàn giao 3 năm. Bàn giao trễ đã đành, ông Minh còn bật ngửa khi chất lượng xây dựng không đảm bảo như những gì chủ đầu tư cam kết. Đúng như cái cam kết đã chào với khách hàng á, là một cái căn hộ cao cấp, nghỉ dưỡng cao cấp. Tuy nhiên là khi giao nhà, chất lượng á, là tường nứt, xuống cấp màu sơn, cửa bằng nhựa, sọc sạch, khóa thì cái thì quay được, cái không quay được vì nó khóa dở, mà sứ thì sứ biển, cho nên nó là nó bị díp dép. Thế còn vòi vặn thì vặn ba cái van, ba cái zoomine, cái kiểu rất là kém chất lượng. Tất cả hầu như là tôi thay lại hết bằng cái đồ inox tôi mua, tôi tự gắn vào. Cửa thì tôi vẫn giữ. Rồi thì kiếng thì thấy nhiều chỗ cũng sọc sạch. Tổ hợp Ocean View Mano gồm 24 tầng cao với tổng cộng 136 căn hộ. Nhưng theo cư dân, chủ đầu tư bàn giao nhà nhỏ giọt theo hình thức cuốn chiếu trải dài từ năm 2015 đến nay. Hiện vẫn còn một số căn hộ vẫn chưa thể hoàn thiện 100%. Điều đáng bức xúc hơn là đến năm 2020, cư dân tại đây vẫn chưa được cấp sổ. Bản thân giấy. Khi mua nhà tôi hồ hởi theo cái hứa hẹn của chủ đầu tư rằng là xây sửa xong thì có giấy tờ chứng nhận chủ quyền. Nhưng bây giờ tôi ở như vậy là tôi cảm giác giống như tôi ở lậu, không có giấy tờ chứng nhận mình có cái căn hộ ở đấy. Thế rồi là có những việc tôi cần, giả dụ một cái khoản tiền cần phải vay ngân hàng hay vay để làm việc nhà, tuy ít thôi nhưng mà tôi phải có cái giấy tờ ấy thì tôi mới thế chấp vào, thì tôi mới làm cái động tác, người ta mới cho tôi cái động tác là vay. Thì nó có những cái bất lợi như thế. Không thể vay vốn ngân hàng dù đầu tư 8 căn hộ tại dự án này cũng là tình cảnh của anh Trần Ngọc Ấu. Vay vốn không được, việc cho khai thác cho thuê căn hộ cũng rất gian nan. Thực sự chúng tôi thiệt hại rất là nhiều, chúng tôi không khai thác gì được hết. Mặc dù chúng tôi nhận nhà hoàn thiện cơ bản, chúng tôi đầu tư nội thất. Nhưng vì chủ đầu tư họ có 5 tầng đế nổi là trung tâm thương mại, nhưng mà họ không khai thác được, không biết vì lý do gì. Thì bây giờ 5 cái tầng đế nổi trung tâm thương mại đó đang bỏ không. Nhìn tổng thể một công trình đó thì
rất là xấu, rất là không có chuyên nghiệp. Thành ra là cái việc kinh doanh về lưu trú của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng trầm trọng luôn. Thì cái lãi suất ngày hôm nay là trung bình khoảng 12% một năm. Thì rõ ràng là với cái toàn bộ tổng tài sản tôi đầu tư này hơn 6 tỷ thì ngày qua ngày bỏ nhà cửa không, tài sản không như vậy, tôi vẫn phải trả lãi gần cả tỷ đồng tiền lãi cho toàn bộ khối tài sản tôi đầu tư. Chưa hết bàng hoàng, vào năm 2016, người mua cho biết còn nhận được thông báo ngân hàng phát mãi tài sản thế chấp đất và tài sản gắn liền với đất tại Ocean View Mano. 2-3 cái sổ đỏ nó gộp lại thành khoảng 2.300 m², 2.000-3.000 m² để xây cái tòa nhà. Và trong cái hợp đồng tín dụng chúng tôi đọc được do VPBank gửi cho cư dân, Kim Tơ cầm cố thế chấp đất và tài sản hình thành trên đất trong tương lai, có nghĩa là nguyên cái tòa nhà. Đó là lý do tại sao mà công ty ngân hàng VPBank gửi một cái thư cảnh báo cho chúng tôi rằng ngân hàng VPBank sẽ thanh lý toàn bộ cái tòa nhà này để thu hồi vốn vay của họ. Đó là cái mà trong từ năm 2016 cho tới 2019 chúng tôi nhận không dưới 3 lần cái thư cảnh báo này từ VPBank. Vào tháng 9 năm ngoái, khách hàng mua chung cư Ocean View Mano đã làm đơn gửi đến các cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Nội chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tố cáo công ty Kim Tơ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vì đã thế chấp tài sản của khách hàng đã mua nhà mà không có sự đồng tình trước của tập thể khách hàng tại chung cư. Trong quyết định 01 của cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 6 tháng 1 năm 2020 mà người mua nhận được, cơ quan cảnh sát điều tra trả lời rằng số tiền dự kiến thu được từ đấu giá 21 căn hộ còn trống tại dự án vào khoảng hơn 34 tỷ 800 triệu đồng, đủ để thanh toán khoản nợ cho vay của công ty Kim Tơ là hơn 25 tỷ 600 triệu đồng. Do vậy, xác định không có hậu quả xảy ra, cơ quan chức năng không khởi tố vụ án hình sự. Chúng tôi sẽ gửi phản ánh của người dân đến công ty Kim Tơ và sẽ gửi đến quý vị phản hồi từ phía chủ đầu tư ở các bản tin sau. Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc pháp lý cũng như là bất kỳ phản ánh nào liên quan đến lĩnh vực địa ốc bất động sản thì mời quý vị hãy gửi cho ban biên tập FBNC qua email banbientap@fbnc.vn. Chúng tôi sẽ gửi thắc mắc của quý vị đến với các chuyên gia, luật sư và sẽ giải đáp ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ thì Phương Thúy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin sau.